name is Teacher Frances and this is my TA Joey. Today we would like to talk to you about Rosie's progress during the course that she just completed with us. Rosie has a bit of a shy personality when it comes to interacting. However, she is extremely focused and driven. She always finishes her work, participates in activities, and willing to help her peers if they struggle or need help. Her pronunciation and communicating skills have improved during this course. However, I think it will improve even more when her front teeth completely grow out. Hôm nay thì cô sẽ nhận xét về bạn Rosie trong cái khóa học vừa rồi. Thì cô thấy rằng là khi tương tác với cô giáo thì bạn có hơi ngại ngùng. Tuy nhiên thì bạn luôn tập trung và nỗ lực rất là nhiều. Bạn luôn hoàn thành các bài tập và tham gia tốt các cái hoạt động ở trong lớp. Khi thấy các bạn gặp khó khăn trong việc học thì bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Ngoài ra thì về phát âm và giao tiếp của bạn cũng đã cải thiện, nhưng mà cô nhận thấy là về cái răng trước của bạn thì vẫn chưa có phát triển hoàn chỉnh, cho nên thì bạn vẫn thì cái điều này thì ít nhiều chị cũng có ảnh hưởng đến cái phát âm của bạn, nhưng mà cô tin rằng mà khi cái răng của bạn phát triển hoàn chỉnh thì bạn sẽ nói được và phát âm rất là tốt.